This comedian go to rise live at Ho Chi Minh, Carthage, Missouri. And young man, I want to know, this event is Vietnamese Catholic. Can you prove to me and my audience that you are Vietnamese by any chance? Kính thưa quý khán giả của đài truyền hình. Không biết đài của anh là đài gì, nhưng mà bây giờ là hai người đang đứng ở đây đại hội Thanh Mẫu. Con bé này nó đang học bài, học sáng đêm luôn, học không dâu, nó học địa lý. Có mẹ nó ngồi kế bên. Xong rồi nó học về địa lý rồi đó. Nó cứ hỏi mẹ là con học cái này cũng không hiểu, mẹ có thể giúp đỡ gì không? Nó học về nước, nó học về Cuba. Rồi hỏi mẹ là mẹ ơi, Cuba ở đâu? Cái mẹ nó mới trả lời con đừng có nói gì bậy bạ, mình đang vận chuyển này, không có trả lời, không có giúp cho con được. Thì xong rồi cái đứa nó học tiếp. Rồi xong rồi nó tới cái khúc này nó không hiểu nữa, nó học không vô luôn, rồi nó mới xin cái giúp đỡ, sự giúp đỡ của mẹ nó nữa. Nó hỏi mẹ ơi, có phải là tình hình của Cuba lúc này căng thẳng không? Mẹ nó đang làm trong bếp vận chuyện, không có để ý gì, nhưng mà nghe mẹ nói vậy thôi thôi con cứ học đi, mẹ không có thời gian lo ra cái chuyện đó, cứ học đi. Xong rồi lát sau thì mẹ nó nói mẹ ơi, có phải là Fidel Castro làm lãnh tù của Cuba không? Mẹ nó mới quay qua tức một cái rồi nói trời ơi, chỉ có con mẹ này mà mới làm lãnh tù Cuba mày mà thôi.